Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì cái này mình bắt mình review chút xíu. Rồi mình sẽ trả bé nó về chỗ cũ. Ồ, con này là con nhỏ mới nở ra nè các bạn. Đây là con baby. Đó. Nhỏ xíu rồi siêu à. Ông bà mình ngày xưa nói là nhà nào mà có thằng lằn là nhà đó giàu. Cái giống như là nó hơi mê tín dị đoan này nọ các thứ. Nhưng mà sau này mình mới hiểu là ngày xưa tại sao người ta nói vậy. Có nhiều người sợ cái da mềm mềm của thằng lằn nha các bạn. Cô cây ghét cô ha. Bé này thì rất là quen thuộc. Thì thấy tôi quay clip đứng nói chuyện rồi đứng đây nghe ké. Vậy tụi này mình lại gần nó là nó chạy các bạn biết không? Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Lần trước thì mình có làm clip về cái những cái con nhông rào á. Thì tại vì cái con này là nó sống trong cái môi trường tự nhiên của Việt Nam ha. Nó có rất là nhiều ở ngoài tự nhiên, ở trong thành phố luôn, nó cũng sống chung luôn. Thì lần trước là mình chỉ thấy được một bạn cái thôi, hôm nay mình thấy được một bạn đực nè các bạn. Để mình coi mình có thể nào cầm lên cho các bạn coi không ha. Thì cái này mình bắt mình review chút xíu. Rồi mình sẽ trả bé nó về chỗ cũ. Đây là một bạn đực. Bạn đực thì cái màu sắc nó đẹp hơn bạn cái ha. Bây giờ để tập trung chụp nó một cái đi. Để nó hỏng nữa. Tụi này thì nó sinh hoạt cũng giống như là igu vậy. Mùa này cũng chuẩn bị, mùa này đang là mùa đẻ của nó nè. Thì nó cũng cần mặt trời ha các bạn ha. Và loài này nó ăn mặn, nó ăn sâu, nói chung nó ăn côn trùng á. Mà nó nhanh đó bạn, nó nhỏ nên nó nhanh. Rồi mất tiêu rồi. Có ai thấy tung tích nó bò đâu không? Trong đây hả? Đi mất tiêu luôn rồi. Ồ, con này là con nhỏ mới nở ra nè các bạn. Đây. Nó nhỏ xíu à. Đây là con baby. Đây kìa là nhông rào baby nè. Mùa này là mùa nở của nó nè. Đó. Nhỏ xíu rồi siêu à. Đây các bạn, đây là nhông rào sai mới nở. Nhỏ xíu xíu à. Cái này là nó hơi trọng trọng rồi đó nha. Mới đẻ ra nhỏ xíu à. Nó nở ra nó cỡ con thằng lằn, cái trứng của nó cỡ này các bạn, nhỏ xíu à. Thì lần trước mình cũng có khuyên anh em nào mà thấy mấy bé này á, thì nếu mà tò mò muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu về nó, cầm chơi 5-10 phút rồi thả nó thôi, chứ nuôi khó sống lắm nha. Nó thì nó ăn là nó ăn sâu dế, cũng rất là khó nuôi. Thường thường là nuôi chừng được 3 ngày là chết rồi các bạn. Cho nên là anh em không có nên cố gắng bắt nuôi làm gì, hay mất công tạo nghiệp nữa. Tại vì nó không có sống được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nuôi thì chúng ta giống như ở đây mình có những con mình không nuôi các bạn. Tại vì nó có trong tự nhiên luôn, thì mình để cho tự nhiên nuôi nó sẽ tốt hơn. Chứ mình nuôi vừa tốn đồ ăn vừa tốn công sức mà nó lại không có tốt, rồi nó không có bung ra được hết cái nét đẹp của nó. Đó, nhỏ xíu xíu à.
này chắc nó cỡ khoảng 15 cm ha các bạn ha. Tầm khoảng 15 cm á. Để coi lúc nhỏ có nhìn ra được đực cái không. Ồ, bé này có vẻ đực nha. Thì cái cách nhìn của nó cũng giống như nhìn igu vậy đó. Nó, mình thấy góc đuôi nó vuông. Và hai bên này nó có hai cái ngạnh ra nè. Thì nó hai cái bi sinh dục của nó. Thì có vẻ bé này là bé đực ha. À, cái lưỡi nó màu vàng. Lưỡi bé nó màu vàng. À, mấy anh này anh cũng hung lắm đó. Cắn kìa. Mấy anh này anh rất là hung á. Cái con mà con trưởng thành hồi nãy á, là nó cắn là cũng hơi đau đau nha. À, đối với mấy bạn nhỏ nít là khóc thét luôn á. Còn cái này không sao. Dễ thương quá. Nha anh em, nếu mà anh em có cái gặp này đừng bắt chơi thôi. Đừng có bắt rồi bỏ vô hộp, bỏ vô đồ nuôi. Chừng 3 ngày sau là chết rồi, mất công tạo nghiệp nữa. Hồi nãy với cái con cha đó đâu mất tiêu rồi. Để mình thấy được là mình sẽ quay cho các bạn coi. Thôi, về thiên nhiên nha con. Con này là nó ăn mặn ha các bạn. Nó không có giống như iguana, nó ăn rau ha. Mùa này nhiều lắm. Nói chung là nhiều khi mình cứ đi vòng vòng vườn đó là mình thấy những con rất là đẹp. Có những con đực là nó đỏ rực luôn. Và có những con đỏ rực, có những con thì nó lại xanh dương. Mình cũng chưa có hiểu rõ cái con nhông rào này, chắc lát phải lên Google, xong mấy clip này lên Google để tìm hiểu coi cái con xanh dương nó là dòng nào và con màu đỏ nó là dòng nào, hay là nó tùy tâm trạng cảm xúc mà nó chuyển thành màu đỏ với màu xanh. Đó, thì trong vườn này mình thấy có những con cam, có những con đỏ, có những con màu xanh dương nữa. Mà có một điều đặc biệt các bạn là mình thấy tụi nhông rào lúc nhỏ đó thì cái đuôi nó khá là dài ha, nó rất là giống igu ở cái chỗ là cái phần đuôi nó rất là dài ha. Nó dài gấp chắc cầu gấp 3 lần cái body á, tụi này á. Nhưng mà khi lớn á các bạn, khi nó lớn thì cái đuôi nó so với lại cái chiều dài của cái body á thì nó có vẻ nó ngang nhau. Thì theo mình nghĩ là cái đuôi nó sẽ không phát triển nữa mà nó sẽ phát triển cái body. À, tại vì lúc nhỏ này á mình thấy là cái body nó bằng chừng 1/3 của cái đuôi thôi. Nhưng mà lúc mà mình thấy những con trưởng thành giống như con hồi nãy á thì mình sẽ thấy là cái body với cái đuôi nó gần ngang nhau. À, đuôi nó cũng có những cái khoang các bạn thấy không? Thì lần trước mình có thấy một bạn cái kia kìa. Là khi mà tới lúc mà nó có bầu á, trứng nó nằm mình thấy rõ luôn hai bên này luôn. Thấy rõ trứng đây luôn. Tụi này như nó đẻ cũng không có nhiều lắm thì phải á. Có một lần mình thấy trứng của nó đẻ trên cái chậu cây á, nó đào cái hang nhỏ nhỏ nó đẻ trứng ở trong đó. Thôi về với thiên nhiên nha. Anh sorry anh mượn một chút xíu. Hồi nãy mày xuất phát ở đâu? Mày xuất phát ở đây đúng không? Rồi bye bye nha. Bữa nào gặp lại. Ôi cầm chút xíu ngoan luôn. Cầm chút xíu không muốn đi luôn hả? À. Này là baby cute lắm. Tội nghiệp. Khó nuôi lắm nha anh em. Không có nuôi được. Mà có nghĩa là anh em nuôi á, là nó sẽ không có đẹp được như ngoài tự nhiên. Có nghĩa là nó không có lên cái màu ngày xưa mình cũng có nuôi rồi các bạn. Thì nói chung là chết. Chừng 3 ngày là chết. Rồi có con thì mình cũng nuôi sống được lâu lâu. Nhưng mà lúc nào nó cũng đen thui lùi à. Chứ nó không lên được cái màu đỏ hoặc là cái màu xanh mà như mình thấy đẹp ở ngoài tự nhiên được. Cho nên là không cần thiết phải nuôi làm gì đâu anh em. Như là 99% là nó sẽ chết trong vòng 3 ngày. Thì lúc đó chúng ta mang nghiệp nữa, tội nghiệp đó. Ha. Ok. Về đi con. Đi chơi kiếm ăn tiếp. Rồi quay đầu không chịu đi luôn. mình nói là mình có cái duyên với động vật. Mình có cái duyên với động vật các bạn. Nhiều khi đi chơi chỗ này chỗ kia mới gặp mấy bạn bé đó có một lần thôi. Mà nó bu mình luôn. Nó không chịu rời luôn á. Đâu rồi? Đây, thấy nó rồi. Con đực kia nằm trên kia kìa. À, ok, bây giờ mình sẽ... Ây da!
Ây da, da, da. Nó cắn con bê nha các bạn. Ây da, trời ơi. Da thịt mình nó dày nhưng mà cũng hơi bê ha. Này anh em nào da mỏng mỏng là cũng mệt á. Ui da. Ui da. Nó cắn vô từng đợt. Ui da. Giờ có thể bỏ ra chứ. Đây các bạn. Trời ơi, cắn chỗ khác rồi. Nè, nãy mình có nói với bạn nè. Trời ơi, có dấu kìa. Ôi, cái căng cái miệng nó cắn vô hình tam giác á. Dấu hình tam giác đó nè. Nói chung thì nó cũng nhỏ, đâm ra là nó không có. Đây, đầu tiên thì nó cũng là một cái loài bò sát, cho nên các bạn thấy là nó cũng lột da ha. Đó. Nữa cắn hoài. Từ từ anh mượn anh cho mọi người coi một cái để hiểu về thiên nhiên rồi thôi rồi anh bỏ. Nè các bạn. Cái gai chỗ này cũng chưa lột da xong. Nè mình gỡ ra cái da. À, nó lột da nè, thấy chưa? Mình gỡ phụ của em đó nè. Thì đặc điểm của cái dòng này nó cũng giống iguana ha. Gai lưng. Bú má nè, con này cũng già đạn nè. Thuộc dạng già đạn mới có bú má. Đó. Nhìn thấy không? Hai cái bú má nè. Đó, nó già đạn nó sẽ có bú má ở đây. Yếm cũng có yếm nè, nhưng mà yếm nó nhỏ thôi. Đó. Con này đực nè. Nên thấy không? Cái cách xem giới tính rất là giống iguana, góc đuôi vuông nè. Vuông, hai bi sinh dục. Đó. Bé đực nè. Nhưng mình nhìn cái gờ này là mình thấy nó hơi u lên cái chỗ này đúng không? Đực ha. Này mình cầm vô là nó sẽ tuột màu rồi, nó hơi lo, đâm ra nó tuột màu lại. Bạn thấy nãy mình nói không? Cái con baby á, thì cái chiều dài của nó là nó bằng có 1/3 đuôi à. Còn con lớn á, thì cái mình của nó phát triển hơn. Cho nên là cái body của nó dài chắc bằng 1/2 cái đuôi thôi. Đó. Ấy da, nữa. Cái miệng nó rất là lanh ha các bạn ha. Nó quay đầu rất là sâu để nó cắn. Ấy da. Nói chung là cái lực cắn của nó cũng bê á. Nhưng mà cũng chưa có đến nỗi chảy máu. Chân tay thì cũng 5 ngón, y chang. Con này là massage rồi nha các bạn. Massage rồi. Cái da, cái vảy của nó còn dày và to hơn cái da igu ha. Nhìn vô là thấy rõ cái vảy luôn. Cái dòng nhông này nó có cái nhông Natalie đó bạn. Sừng xiết đồ rất là nhiều, rất là ngầu luôn. Đó, cái đó thì ở trong rừng. Trong rừng hơi sâu rồi sẽ có tụi nó. Còn cái này là ở ngoài giống như là tụi này nó. Cái điều kiện sống của nó gọi là nó thích nghi. Đa dạng hơn, cho nên là ở ngoài tự nhiên thiên nhiên này thì cũng thấy. Nếu mà nói về bò sát á, ở trong cái khuôn viên nhà mình á, thì ở đây mình có nhông rào nè, có gì ta, rắn mối nè, có tô cây gecko nè, là có con mà tắc kè hoa kêu tắc kè. Hôm bữa mình có quay được cái clip ngắn để mình coi có ẹt vô cái clip này được không. Bữa mình gặp một con tắc kè baby đó, mình có quay lại. Có những cái đặc điểm nè các bạn, thấy răng nó không? Tụi này là nó ăn sâu dế cho nên cái răng nó khỏe hơn cái dòng iguana hả các bạn ha. Iguana thì nó ăn rau cho nên cái răng của nó mềm và nó bén, nó giống như cái lưỡi kiếm vậy đó. Cho nên là khi mà con iguana nó cắn các bạn mà không có biết giữ cái đầu ở lại để nó xoay nó lắc á, thì vết thương của bạn nó sẽ rất là rộng do cái lưỡi răng của nó rất là bén. Còn cái răng con này thì mình thấy nó to hơn. Nè nó to hơn. Đó, nó to và nó có gai gai đồ lên, thấy rõ luôn. Thì nó ăn sâu dế, ăn côn trùng đồ á. Con này nó rất là ngầu luôn á. Con này lâu lâu mình đi, ví dụ như mình sẽ thấy nó nằm ở trên cây đó. Thì nó lên cái màu đỏ rất là đẹp. Nhưng khi mình cầm vô á thì nó bắt đầu nó tối màu lại. Rồi
Thôi về với thiên nhiên đi con. Chạy kìa, chạy kìa. Nó chạy rất là nhanh luôn á. Chạy rất là nhanh luôn, nó mất tiêu rồi. Rồi ok các bạn. Vô tình đi chơi trong vườn thì gặp được bé nó, cho nên là cũng giữ lại chút xíu để chia sẻ, xong rồi sau đó thả nó về với thiên nhiên rồi. Ok các bạn, đây là một bé thằn lằn Việt Nam ha. Thằn lằn này nó cũng có nhiều cái kiểu lắm. Có thằn lằn mà nó có hoa văn, còn con thằn lằn nhà thì nó không có hoa văn mà rất nhanh. Rồi vô thế khó rồi, bó tay. Ok bây giờ đi qua thử rồi, bắt review thằn lằn cho lạ. Ôi thằn lằn có những con đẻ ra nó hai đuôi các bạn, có những con thằn lằn hai đầu luôn, rất là ngầu luôn á. Thì ông bà mình nói á, ông bà mình ngày xưa nói là nhà nào mà có thằn lằn là nhà đó giàu phú quý. Thì lúc đó mình nghe mình tưởng đây là một cái giống như là nó hơi mê tín dị đoan này nọ các thứ, nhưng mà sau này mình mới hiểu là ngày xưa tại sao người ta nói vậy. Đố các bạn biết tại sao? Tại vì con thằn lằn này á, là nó ăn những con mối, con muỗi, con đồ á. Thì những nhà nào mà giàu á ngày xưa á, thì mới có đèn điện. Thì đèn điện nó sáng lên thì nó thu hút những con muỗi, con bò hóng rồi nó bu lại. Thì thằn lằn nó lại nó sẽ có kiếm được, dễ kiếm được đồ ăn. Chính vì vậy mà người xưa người ta nói là nhà nào mà có thằn lằn nhiều á, là nhà đó phú quý, giàu sang đồ các thứ. Là tại vì nhà đó phú quý giàu sang mới có đèn điện mà xài ha, mới bật đèn lên nhiều, thu hút nhiều con muỗi, con này con nọ lại cho thằn lằn nó ăn. Có nhiều người sợ cái da mềm mềm của thằn lằn nha các bạn. Không kịp rồi. Thôi hẹn mọi người ở video clip khác. Mình sẽ chụp nó nhanh hơn. Nó nhanh lắm các bạn, nhỏ mà nhanh. Nè xung quanh đây có những con nhện rất là đẹp luôn á, nhưng mà phải zoom ra mới thấy được. Có những con nhện nó coi chừng cái lò này nóng á. Có những con nhện cái màu sắc của nó rất là đẹp, nhưng mà cái kích thước của nó lại rất là nhỏ. Nhiều khi các bạn thấy trên clip á, có những con nhện mà màu sắc rồi, hoặc là những cái râu, cái mắt của nó đánh rất là đẹp luôn. Đó, thì mình cứ hình dung, lúc mình coi clip mình hình dung là những con này nó to lắm. Ai ngờ nhỏ xíu các bạn, có những con nhỏ xíu luôn, phải dùng kính lúp rồi mới thấy được á. Xung quanh đây còn nhiều cái hay lắm. Thiên nhiên xung quanh ta. Nhiều khi vô tình mình đi thôi, mình đi vòng vòng tham quan trong vườn thôi là mình thấy nó. Nhiều khi móc điện thoại ra quay không kịp cho mọi người coi. Đây các bạn, nhìn từ xa các bạn có thấy bé nào? Ồ, có hai nhân vật luôn. Ở trên này là một con nhông rào, một bé nhông rào ha. Còn đây là một bé tiếng Việt mình gọi là tắc kè hoa à. Tên tiếng Anh gọi là tô cây ghét cô. Thì đây là một bé rất là quen thuộc. Anh em nào mà ở vùng quê đâu này nọ thấy rất là quen thuộc. Quay bé này trước, bé này chắc cái nè. Okay. Mùa này là mùa sinh sản của mấy chú này. Nhảy ra mất tiêu, nhảy lên lưới à. Ok, thôi lại nhân vật chính này đi. Nói chung là đây kỳ nhông đây. Kỳ nhông thì cũng khá nhiều ha. Này chắc là một cái mùa này là mùa sinh sản của mấy em đó nè. À, bé này nó đẻ ra nó nhỏ xíu luôn bạn. Nó nhỏ cỡ nếu mà chiều dài thì nó cỡ hai ngón tay mình. Còn còn không nó nhỏ xíu à. Nó ấm nhất như cái tâm vậy đó. Từ từ nó lớn. Đây là một bé tô cây ghét cô ha. Bé này thì rất là quen thuộc, màu sắc cũng rất là đẹp. Anh em nào mà ở vùng hơi ngoại ô chút xíu là sẽ có thể nghe được tiếng của bé này về đêm ha. Tắc kè, tắc kè. Thì cái tiếng kêu của nó được dịch ra rất là nhiều phiên bản ha. Kể những câu chuyện ngày xưa chiến tranh này nọ là gì đó,
đứng ở trong rừng là nghe thành gì chữ tiếng chữ thề đó. Tắc kè nắc nè thằng tép bi lúc mà nhóc nhỏ là nó mê coi con này lắm. Con này da đẹp lắm các bạn. Thì đây cái loài khá là phổ biến ở Việt Nam ha. Các bé này hồi xưa là nói chung xung quanh nhà mình rất là nhiều luôn. Thì đây là một con này nó mát size, nó khoảng hình như có con được 40 mấy cm luôn các bạn. Và dân lái buôn thì người ta săn lùng, nhưng mà mình nghĩ cái đó cũng là một cái cơn sốt ảo thôi. Hình như là để bán qua Trung Quốc làm thuốc gì đó, nhưng mà nó tạo cơn sóng ảo, nó làm coi như là chi lùng những cái con mà size to đồ này nọ thứ á. Hình như có con 40 mấy cm á, mà mấy vụ này bị lừa đảo nhiều lắm ha. Lừa đảo từ cái bên người mua, rồi lừa đảo về kích thước, rồi về hình ảnh trên mạng đâu cũng nhiều lắm, anh em chú ý. Thì con này là con phổ biến, tuy nhiên mà cái kích thước mà size khủng á, to lớn khoảng chừng 40 cm á, thì hơi hiếm, chứ còn cỡ này nhiều lắm. Mà tụi này nó đẻ trứng hay đó các bạn. Mình có một cái lần thì mình dọn kho thì mình thấy là nó đẻ, nó dán trứng lên tường, dán theo chiều dọc này nè. Nó dán trứng lên tường, trắng trong mỗi góc kẹt á đó. Hai ba trứng nó dán nguyên một đường dài nè. Cái trứng nói chung là cái trứng nó sẽ dán dính lên tường ha đó, xong rồi nó nở ra. Hồi xưa mình cũng có thấy một cái ổ đó, xong rồi mình có quay clip á để mình tìm lại coi còn không. Thì đây là một cái loài ăn, nó ăn mặn ha các bạn ha. Nó cắn rất là đau, nó khó, nó gì ta, cái da của nó mịn mịn như con thằn lằn đẹp lắm. Cắn khá là đau ha, khó thuần đó, nhưng mà cũng có anh em thuần được. Anh này thấy tôi quay clip đứng nói chuyện rồi đứng đây nghe ké mà người ta xin bắt không cho. Đây để mình bắt cho lại coi nha, mình bắt vô nó hả họng, cái họng nó khủng lắm. Khi mà các bạn bắt thì đừng có bắt vô cái miệng nó cắn ha. Cái này có khi là dùng cái cây câu dám được lắm á. Thì cái này câu cá ké đồ này nọ, mấy con này là ta câu bằng cái đó đó, câu bằng cái đồ giống câu giống igu vậy đó. Cái này mấy bé đó nuôi sinh sản ở trong nhà được ha các bạn ha. Thì cái con Tokegecko này nó loài sống ban đêm. Bữa giờ quay clip là có em Đức hỗ trợ không à, cho nên là mình quay nói chuyện khá là thoải mái, không có bị mất tập trung. Còn khi mà gì đó gọi là phải tự xử, vừa quay vừa nói chuyện kiểu này là rất là mất tập trung. Giờ mở sợi dây này thôi, còn không có thế để mở đây nè. Anh em coi clip thông cảm nha. Vậy tụi này mình lại gần nó là nó chạy, các bạn biết không? Bé này thì còn nhỏ thôi, nó đẻ xung quanh nhà mình rất là nhiều đó.
lụng lanh ha các bạn ha. Thôi đừng bỏ chạy luôn, rồi bỏ chạy luôn. Rồi hết gì để nói. Ê, còn đây. Rồi lên lưới rồi. Rồi mất tiêu luôn rồi các bạn. Rồi một cái clip không có hậu luôn. Chán vãi. Cắt ké rồi, hay còn mà cắt ké. Mình thấy nó tự nó thông minh đâu, nó thấy cần câu này một lần thôi là nó biết sau này nó rất là khó. Ví dụ như các bạn cắt ké này bây giờ là dễ, tương đối dễ bắt à, còn ngây thơ chưa biết cái cây thòng lọng đó là cái đồ bắt nó, nhưng mà chỉ cần bắt nó một lần thôi sau này nó sẽ biết. Đây anh bắt chút xíu rồi anh trả. Giây phút nãy giờ quên hết đất, nãy giờ hết đất giờ chia tay đi. Ok, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi giúp cho các bạn có thể vui hơn ha, hiểu về cái cuộc sống nó xung quanh ta thì còn nhiều cái loài động vật mà nó sẽ chung sống với con người, cho nên là chúng ta hãy có cái tác động thật là lành mạnh ha, cho cái hệ sinh thái của mình ngày càng thân